Cô bao nhiêu tuổi ạ? 62. 62 tuổi. Cô đang làm nghề gì ạ? Bán bánh tráng trộn ngoài đường. Bán bánh tráng trộn ở ngoài đường. Trước khi chúng ta trò chuyện cùng cô thì mình hãy xem một đoạn clip ngắn đi để mình biết qua về cái hoàn cảnh gia đình của cô như thế nào nha. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, để dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền. Hoàng 19 tuổi. Hoàng không biết nhiều thứ, Hoàng không nói được nhiều, Hoàng chỉ biết tự xúc ăn, tự tắm. 19 tuổi, Hoàng vẫn chưa một lần rời vòng tay mẹ. Nhưng Hoàng cũng biết rất nhiều thứ. Hoàng biết nhặt rau răm để mẹ bán bánh tráng. Hoàng biết vẽ tranh, biết viết chữ. Hoàng biết đánh móng tay cho mẹ. Quan trọng nhất, Hoàng biết ôm và thơm khi mẹ mệt. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm hôn con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù câm nín nhưng con thật lòng. Trước khi đi quay ngồi Sơn muốn tay cho mẹ đó, thấy ghê không? Là con của chị Sơn cho chị. Dạ. Hồi nãy em có nhìn thấy vẽ cái hình á, có một cái bóng dáng của một người đàn ông, thì cái người đó là ai mà tô màu xanh nữa ạ? Cái chú bảo vệ chỗ bán á, hỏi dạ à, dạ chú Hiếu. Dạ chú Hiếu bảo vệ. Chú bảo vệ. Là chú Hiếu tốt hay là chú Hiếu không tốt? Chú Hiếu tốt. À, mỗi lần em ra đó bán thì chú Hiếu thường hay cho bánh, cho nước uống. Rồi chú hay dẫn em đi toilet rồi đó. Cho nên chỗ đó là cháu mến chú Hiếu lắm. Rồi cái hình mà hai người đó là hai mẹ con đó hả cô? Là nó vẽ mẹ với con, với có cái nhà. Cái mình mới trả lời con làm sao có tiền mua nhà. Cái nó có mẹ. Là nó vẽ lúc nào cũng vẽ hai mẹ con. Là bây giờ là chị với lại cháu là đang ở nhà mướn. Ở nhà mướn. Dạ. Khi sanh ra mình nhìn thấy bé nó khác thường liền không ạ? Thì lúc sanh em thì bình thường, em được 3kg 9. Bình thường thôi. Thấy cũng đẹp, không thấy gì hết. Tới cuối cùng lúc đó em được 2 tháng mấy thì em bị sốt, giật, sụi hết, bé bị sụi hết. Thì lúc đó là vô Nhi Đồng 2 ở. Ở 1 năm thì chắc ở trong đó cỡ khoảng 11 tháng. Dạ. Dạ, để nuôi bé. Thì lúc đầu cũng có tiền lo lắng cho bé. Lo từ từ thì mấy bé hơi lớn chút mới vô Nhi Đồng 1 tập vật lý tư liệu. Một tuần đi vô đó 3 lần. Rồi bé thấy bé hơi đỡ thì mình mới ẵm em đi bán. Lúc nó đi bán thì bé còn sụi hết, thì cái tay này ôm cái đầu, cái tay này thì ôm cái đít em. Thì bưng xí gông kẹo bánh gì đó đi bán. Bán rồi sau mấy đứa cháu nó mới chỉ bán bánh trắng trộn. À, bé đã được 19 tuổi rồi phải không cô? Dạ. Nhưng mà cái nhận thức của em thì là ở cái độ tuổi khoảng bao nhiêu ạ? Như một em bé như thế nào? Khoảng chừng 3-4 tuổi thôi. Dạ. Mà bé có nói được không cô? Được. Nhằm khi bé thấy mẹ buồn, cái bé ôm hung. Cái là mẹ đi bán đi để có tiền mâm mâm. Ăn cơm là bé kêu bằng mâm mâm. Dạ. Mà bé dễ thương, bé ngoan lắm. Dạ. Là lúc mình bệnh hay gì là ở nhà có thuốc sẵn, lấy thuốc cho mẹ uống. Dạ. Rồi tay mẹ bữa đó phỏng, bé cũng băng cho mẹ được. Dạ. Bé ngoan. Dạ. Thưa cô, khi mà con cô bị như vậy á, lúc đó cảm xúc của cô như thế nào? Thì cô nói là dù cho cô không có tiền bằng mọi cách, cô phải ôm con cô. Đến bao lâu thì bé nó mới bắt đầu gọi là hoạt động đi đứng được ạ? Khoảng bé là khoảng 11, 12 tuổi mới đứng được. Mà thường con như vậy á, thì theo con biết á, là phải từ sáng tới tối luôn, là phải chăm con 24 giờ trên 24 giờ, chứ không có để con một mình được. Thì không biết là cô vừa phải đi bán hàng rồi vừa chăm con, không biết phải làm như thế nào. Thì mình cũng phải tự an ủi mình, phải lo cho mình. Bây giờ nhân thời gian ra, sáng thức cho sớm thì đưa con qua trường rồi về đi bán, chiều tranh thủ rước em về rồi ngồi bán với mẹ, ngồi bán tới 11, 12 giờ đêm. Dạ đây, bên chương trình đã mượn được cuốn tập này của bé mang tới đây cho mọi người coi. À, viết chữ khoảng cách rất là đều,
chữ rất là rõ ràng và đẹp nha. Chị viết chữ còn đẹp hơn em luôn. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy chữ em còn xấu hơn cái này nè. Trời xấu hơn rất nhiều luôn. Vậy là em phải coi lại mình đi nha. Trời, viết chữ đẹp quá trời. Chữ đều đặn rất là đẹp. Ủa mà sao viết con chữ một vậy? Có chữ bá, bà. Bà lại lúc đó bà ngoại lên thăm, bà dạ. ngoại mới ôm. Cho nên là viết chữ bà, viết mấy trang cái chục trang giấy một chữ bà một thôi. Có mấy cái tình cảm chữ mẹ đó. Mà không có đó dạ. Cô có thể gửi cho bé vào những cái lớp dạy mỹ thuật á, có thể là ngắn hạn thôi. Ở đó thì cái điều kiện học tập nó cũng đơn giản, không có gọi là bị áp lực cho lắm. Và bé có thể vô trong đó hòa đồng với mọi người. Cũng có nhiều lần mấy cô bác nói em như vậy, sao cô không tìm mấy cái chương trình nào để trợ giúp cô? Dạ. Thì mình có trả lời là tại vì tôi sanh ra một đứa con bất hạnh như vậy, tôi không muốn. Tôi sợ quê hương, thấy như vậy tôi tủi lắm. Từ chỗ đó tôi giấu đi cái nỗi đau của mình. Cho nên tôi không bao giờ để lên chương trình hết. Tôi dạ. nói thà là tôi đi bán khổ, bây giờ bán đủ tiền thuốc, đủ một gói cháo cho con thì tôi nhịn đói, tôi ôm con. Chứ tôi không. Nhưng có lần này là có một bé lúc em sụi mà tôi ngồi bán, thì em ăn bánh của mình thì em mới hỏi thăm. Thì cô sao em hồi đó sụi mà giờ em biết bán. Thì cô cũng không biết, cô mới nói là cô tập từ chút lúc đầu á, là nó thấy thằng bé trên xe lăn bán thì nó chỉ mẹ mua bán. Thì lúc đó em ngồi trên cái ghế, cô cũng đi mua xe gum rồi chút đỉnh để trước ghế cho em ngồi. Yeah. Thì em cũng bán, mà từ từ em bán được. Sao rồi xe lăn thằng bé đó lợi gần nó đuổi biến là để cho bé cạnh bán dạ. Là lúc đó mừng quá, ôm con, trời ơi, con tôi khôn quá trời. Lúc đó mừng, hai mẹ con mừng lắm. Đó là ước mơ gặp, mà không ngờ ngày hôm nay thì gặp lên chương trình như vậy. Thì nói thật là tối hôm rồi tôi không ngủ được, quá mừng mà cũng không biết như thế nào. Dạ. Em hỏi này ha. Dạ. Con mình nó 19 tuổi, cha mẹ nào nuôi con thì cũng muốn con mình nó sẽ khôn dạ. lớn đúng không ạ? À? Nhưng mà bé thì em thì lại có cái đầu óc chỉ phát triển tới 3-4 tuổi thôi. Yeah. Vậy thì tất nhiên là bây giờ thì em giỏi rồi, em biết. Nhưng mà trước đây ít nhất 10 năm đi, 10 năm dòng giả thay tả, lau dọn vệ sinh, và mỗi một cái tuổi thì cái sức ăn nó sẽ khác đi. Vậy những lúc vệ sinh, tắm, rửa, tả, có bao giờ chị gì suy sụp, chị quá mỏi mệt? Cũng có lần đang lao em mà chóng mặt quá, thiếu ngủ, thiếu ăn, đủ thứ, chóng mặt té sụm xuống. Xong rồi em ôm lên, em đỡ mẹ, em mới lấy dầu sức. Rồi hỏi mẹ, tức là hỏi có sao không, nói không, mẹ hết rồi. Thì thường khi là cô cũng hay chóng mặt lắm. Dạ. Tại vì đêm nào cũng vậy, đêm nào cũng ở bán tới 12 giờ mới về. Dạ. Chị lúc đó thấy con mình hôm nay tự lao được người, thay đồ, cảm giác chị lúc đó như thế nào? Mừng lắm, làm như là ai cho một khoản tiền lớn vậy đó. Yeah. Tại vì mình nghĩ là bây giờ lúc nhỏ mới bốn mấy thì con còn nhỏ, lo cho con được. Thì hiện tại bây giờ tôi 62 tuổi rồi. Yeah. Thì con sợ lúc nào không biết, một ngày nào đó thì mình mất thì con mình nó bơ vơ như thế nào. Cho nên phải tập cho con như vậy. Đó, rồi thấy con nó biết bán, biết như vậy là con mừng. Chị tập bằng cách nào cho con? Thì lúc đầu thì em cũng không biết gì hết á, thì ai ghé ủng hộ thì ghé, rồi từ từ bé biết mời cô, đưa lên mời chú, mời à, lúc đó ôm con mừng quá chừng mừng. Rồi nó ngoan hơn nữa, mỗi lần mà nó bán được là nó kêu mẹ, nó mắc mẹ lại, nó nhỏ để nó hung mẹ, nó nhét tiền trong túi, hỏi tiền để làm gì đi con, để mâm á mẹ, là mua cơm cho bé ăn. Thưa cô, nhưng mà theo con biết là tại vì cái số tiền giá trị nó rất là nhiều. Dạ. Dạ, thì không biết là bé có nhận thức được là cái này là bao nhiêu, cái này là bao nhiêu không ạ? Không, bé thì nhận thức số tiền thì không biết. Nhưng thí dụ như mà cô hỏi là con một miếng kẹo nhiêu thì bé chỉ đưa một ngón tay. Có nghĩa là bất kể món gì cũng là một ngón tay. Một ngón tay thôi. Nhưng mà rồi những người mua, người ta có biết cái giá trị thật của cái món hàng đó và người ta trả cho nó đúng không cô? Dạ. Có người có đúng, có người là không đúng, mà có người cũng cho hơn, yeah. trả hơn.
Dạ, đó. Với lại theo con biết cô là những cái bé mà mắc bệnh này là nhiều khi không kiểm soát được hành động của mình. Dạ. Nhiều khi vui mừng thôi, mà vui mừng cũng có thể làm cho mình đau nữa. Có. Vậy thì bé có hay làm cho cô bị như vậy hay không ạ? Có, có lúc tắm cho em thì em không có biết kỳ dơ. Thì vô đó tắm cho em thì nó không chịu. Thì cô mới năn nỉ, cô kỳ đại thì cô em ngồi ở trên cái bô cầu toilet rồi cô ngồi phía dưới. Thì bé không chịu, bé la, cô cũng gắng chịu đựng để kỳ cho em sạch. Thì bé nắm cái đầu cô, nắm đầu của bé quấn. Trời ơi, mà lúc đó là bé nó bự lắm rồi đó. Bây giờ nhìn trên hình là nó bự gấp rưỡi lần thì cô bây rồi giờ đó. Đó, bây giờ đó, bây giờ nói ngọt thì được mà nói hơi nặng là bé quậy. Lúc đó cô tâm trạng như thế nào? Bé đang hành động thì cô mới nói mẹ, bé Hoàng mẹ đau lắm, nếu con làm gì mẹ chết không ai nuôi con đâu. Đó, cái bắt đầu á, nói một tiếng đó thì nó ngừng lại ôm hôn em thì bắt đầu là em quên hết, không còn lên nữa. Nếu vậy thì cái phần kinh tế thì có đủ không ạ? Thì cũng phải gán, bây giờ ví dụ như đi bán về thì bỏ ống vô heo, tới tháng thì tiền nhà 2 triệu mấy, rồi thuốc em hàng tháng thì ăn xài đi cũng dạ. Gọn nhưng mà cũng được. Thôi giờ sẵn tiền chương trình là cô quảng cáo luôn. Dạ. Cái địa điểm hành nghề của mình ở đâu? Mà cái chủ yếu đường cái, nào? Cái đường nào, cái trụ sở chính nào của mình mà đó cô? Bán tới 12 giờ đêm. Ở Nguyễn Huệ. Dọc dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ nha quý vị. Gần quán cà phê gì phải không cô? Cà phê gì đó mình không có để ý, cà phê thôi nó sang lắm. Cái quán mà. Cà phê lớn lớn sang sang cô không có biết tên. Ngồi kế bên thì có giúp cô cái gì không ạ? Ngồi kế bên là em bán nguyên một quầy hàng của em riêng. À, bán riêng. Rồi doanh nghiệp riêng, bên. Doanh nghiệp tư nhân. Dạ, doanh cái nghiệp mẹ. Tư nhân. Cái mẹ đó. Dạ. Cái mẹ để mình tập cho nó sống quen rồi để mai mốt cô có gì thì nó biết. Tại vì giờ cô lớn rồi biết có còn sống với em được hay không. Với những người ngoài nhìn vào á, thì thật ra những người mẹ như cô là những người mẹ phi thường. Hoặc là nhiều khi cô không nhìn thấy ra được điều đó đâu. Nhưng mà với những người xung quanh như là tụi con đây thì nhìn thấy cô quả là một bà mẹ phi thường mạnh mẽ. Nuôi một cái người, một cậu bé, một cậu con trai như vậy 19 năm trời đầy tình yêu thương và vẫn kiên trì làm tất cả mọi việc để lo cho con của mình. Thì cô giống như là một chiến binh vậy đó. Và với tụi con người ngoài nhìn vào như là một chiến binh thực thụ.